Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin buổi sáng của Kali Today. Hôm nay là ngày thứ năm, ngày 20 tây tháng 1 năm 2022. Trong chương trình tin tức hôm nay, Việt Linh xin gửi đến quý vị thính giả những bản tin như sau. Một nữ ca sĩ người nước Cộng hòa tiếp khách đã bị tử vong sau khi cố tình để cho nhiễm COVID-19. Các chuyến bay cứu trợ đầu tiên đã khởi hành đến quốc đảo tonga và bài bình luận đầu tiên chính phủ có nên kiểm soát giá cả và xăng dầu hay không quyền thủ tướng afghanistan kêu gọi thế giới công nhận chính quyền taliban nga tuyên bố bắt đầu đếm ngược thời gian chờ phương tây chấp nhận tối hậu thư của họ và bài bình luận thứ hai một tuần lễ khó khăn cho các quyền dân sự nền dân chủ và nhiệm kỳ tổng thống Biden. Văn phòng tổng trưởng lý New York đã xác định được nhiều tuyên bố sai trong báo cáo tài chính của Trump Organization. Và bài bình luận thứ ba: Tình trạng của nước Mỹ trong năm 2022 sẽ như thế nào? Thủ tướng Anh đối mặt với thư bất tín nhiệm và lời kêu gọi từ chức trong đảng bảo thủ của ông. Bernie Sanders gọi Joe Manchin là con người kiêu ngạo. Và bài bình luận thứ tư vào cuối chương trình hôm nay với nhan đề Hillary Clinton, kịch bản ác mộng của đảng Cộng Hòa. Kính thưa quý khán thính giả, một người nữ ca sĩ của nước Cộng Hòa tiệp khách, bà đã bị tử vong sau khi cố tình mắc Covid-19. Để có được thẻ thông hành y tế và bà Hannah Horka, 57 tuổi, là người chưa chích vaccine ngừa Covid-19 lần nào. Bà đã đăng lên mạng xã hội và cho biết với những người, người ủng hộ bà rằng bà đã mắc bệnh Covid-19 và đã khỏi bệnh. Nhưng mà hai ngày sau đó thôi, thì bà đã qua đời vào hôm 16 tháng 1. Bà là thành viên của một trong những nhóm nhạc dân ca lâu đời nhất ở Cộng hòa Tiệp Khắc có tên Assonance. Con trai của bà Jandrek cho biết mẹ của anh đã tự nguyện nhiễm bệnh khi mà cả anh và cha đều dương tính để bà có được thẻ thông hành y tế. Jandrek và cha của anh, cả hai người này đều chích ngừa đầy đủ 3 mũi và họ đã mắc Covid-19 Omicron vào dịp Giáng sinh. Và người đàn ông cho biết mẹ của anh quyết định không cách ly với hai cha con mà vẫn sinh hoạt bình thường trong nhà và cố ý để cho bị nhiễm Covid-19. Bởi vì mẹ của anh ta thích bị nhiễm Covid-19 và tự khỏi hơn là đi chích ngừa. Bà ta không thích chích ngừa. Nhưng mà bà ca sĩ này đã tính nước cờ sai vì đã coi thường sự nguy hiểm của biến thể Omicron. Đây là bài học cho những cái đầu ương ngạnh, ích kỷ và suy nghĩ nông cạn, trái khoa học. Tại nước Cộng Hòa tiệp khắc thì bất cứ ai cần phải có bằng chứng đã chích ngừa hoặc từng nhiễm bệnh gần đây và đã khỏi thì mới được đi vào những địa điểm văn hóa và xã hội bao gồm rạp chiếu phim, quán bar, quán uống rượu và quán cà phê. Bây giờ thì bà ca sĩ Hana Hoka đã có thể tự do đi khắp nơi trên thế giới mà không cần đến vaccine passport. Và đến vấn đề thiên tai tại quốc đảo Tonga mấy ngày gần đây thì kính thưa quý vị, chuyến bay đầu tiên chở nước ngọt và các viện trợ khác đã bay đến quốc đảo Tonga, cuối cùng họ đã có thể cất cánh vào hôm 20 tây tháng 1. Sau khi đảo quốc này dọn sạch lớp tro bụi của đường băng ở sân bay quốc tế, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Mania Mahuta cho biết một máy bay vận tải quân sự C-130 đã rời khỏi nước này mang theo các thùng chứa nước ngọt, bộ dụng cụ làm nơi tạm trú xây dựng lều, máy phát điện, vật tư vệ sinh và thiết bị liên lạc. Còn đất nước Australia thì họ cũng đã gửi hai máy bay vận tải C-17 cùng với hàng tiếp tế nhân đạo. Các chuyến bay đều đến quốc đảo Tonga vào chiều 20 tháng 1 và việc giao hàng sẽ được thực hiện mà không cần tiếp xúc trực tiếp giữa người với người. Bởi vì quốc đảo Tonga này họ muốn tránh cái vấn đề COVID-19 xâm nhập từ bên ngoài. Và đất nước này từ hồi đầu đại dịch đến nay đã hơn 2 năm nhưng mà họ chỉ báo có một người bị nhiễm duy nhất từ khi đại dịch bắt đầu cho đến nay. Và một con tàu hải quân khác của New Zealand đã chở theo 250.000 lít nước ngọt đang trên đường đến quốc đảo Tonga. Con tàu cũng có thể sản xuất hàng chục ngàn lít nước ngọt mỗi ngày bằng cách sử dụng một thiết bị khử muối. Các quan chức của Liên Hiệp Quốc báo cáo rằng khoảng 84.000 người, tức là khoảng hơn 80% dân số của quốc đảo Tonga đã bị ảnh hưởng bởi vụ núi lửa phun trào và nguồn nước ngọt đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Kính thưa quý khán giả, chúng ta bước vào bài bình luận đầu tiên trong chương trình hôm nay. Với danh đề chính phủ có nên kiểm soát giá cả hàng hóa và xăng dầu hay không? Mọi người đang phải trả tiền nhiều hơn cho thực phẩm, khí đốt, xe hơi và dịch vụ. Và lãm phát thì vẫn chưa kết thúc khi mà đại dịch tiếp tục làm trì trệ nền kinh tế. Vì vậy các chính phủ có nên xem xét việc ấn định giá của các mặt hàng thiết yếu hay không? Trong lịch sử, thì điều này đã từng được thực hiện bởi một số chính phủ của một số quốc gia nhưng mà đối với hầu hết các nhà kinh tế học các chuyên gia kinh tế thì câu trả lời cho câu hỏi này sẽ là không họ lập luận rằng việc giới hạn hay là ấn định mức giá của các công ty có thể sẽ làm hỗn loạn thị trường gây ra tình trạng thiếu hụt và làm trầm trọng thêm các vấn đề của chuỗi cung ứng trong khi chỉ có tác dụng giảm lạm phát trong tạm thời. David Autor, giáo sư kinh tế tại Viện Công nghệ Massachusetts, đã nhận xét trong một cuộc khảo sát do Đại học Chicago công bố. Ông cho biết rằng kiểm soát giá cả tất nhiên có thể ổn định được lạm phát tạm thời, nhưng mà sau đó thì hậu quả sẽ còn khủng khiếp hơn. Khi mà được hỏi liệu các biện pháp kiểm soát giá tương tự như ở Mỹ trong những năm 1970 có thể làm giảm lãm phát trong năm tới hay không? Thì có chưa đến một phần tư số nhà kinh tế học, các chuyên gia kinh tế được khảo sát, cho biết họ đồng ý. Trong khi hơn 60% cho biết họ không đồng ý. Tương tự như ở Washington, nơi các nhà hoạch định chính sách cũng tỏ ra không mấy mặn mà với các biện pháp kiểm soát giá cả, bất chấp áp lực ngày càng tăng đối với các gia đình trung lưu họ cảm thấy chật vật và khó khăn vì giá cả tăng nhiều so với những người giàu kính thưa quý vị mức giá tiền của dầu thô đã tăng trở lại mức cao nhất trong hai tháng qua giá xăng dầu tăng cao thì sẽ chỉ làm tăng thêm nỗi lo kinh tế đang bao trùm nước mỹ và nhấn chìm các con số thăm dò của tổng thống joe biden đây là một tình huống tệ hại giá xăng đang ở trong vùng nguy hiểm chính trị và bất cứ ai là tổng thống Mỹ của bất cứ đảng nào tại vị trong thời điểm này đều sẽ gặp nhiều trắc trở và sụt giảm tín nhiệm và không có chiếc đũa thần nào dành sẵn cho ai cả. Tuy nhiên, với vấn đề lạm phát hàng năm đang ở mức cao nhất trong 4 thập niên là 7% và các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần thì việc kiểm soát giá cả có thể xuất hiện trong các cuộc tranh luận trong tương lai về cách giảm giá. Đặc biệt nếu các hành động của Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay không thể chế ngự được lạm phát. Đối với các biện pháp kiểm soát giá cả, có thể được nhắm đến trong thời điểm hiện tại sẽ dẫn đến sự tranh cãi rất lớn giữa chính phủ và các công ty lớn. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn ra thế giới một chút để thấy rằng thí dụ thủ đô berlin của nước đức đã tìm cách giới hạn mức giá tiền thuê nhà mà chủ nhà có thể tính cho người thuê hay là tại vương quốc anh các cơ quan quản lý giới hạn mức phí mà người tiêu dùng có thể phải trả cho năng lượng và một số loại giá vé xe lửa họ cho rằng kiểm soát giá cả sẽ khiến cho các công ty sản xuất ít sản phẩm hơn và đồng thời khiến cho sản phẩm đó trở nên khó mua hơn đối với người tiêu dùng khi mà nguồn cung giảm và nhu cầu tăng, thì sẽ xảy ra tình trạng thiếu hụt là hệ quả tất nhiên. Nhưng thưa quý vị, những trở ngại đó nó không ngăn được các chính phủ trên thế giới sử dụng các biện pháp kiểm soát giá cả khi mà lạm phát vượt khỏi tầm kiểm soát của chính phủ. Ví dụ, khi cuộc bầu cử diễn ra vào cuối năm ngoái ở Argentina và lạm phát hàng năm lên đến 50% thì chính phủ đã đóng băng giá của hơn 1.000 mặt hàng thiết yếu. Còn tại châu Âu, vào tuần trước thì Thủ tướng Hungary ông Viktor Orbán cho biết là ông sẽ giảm giá bột mì, đường, dầu hướng dương, sữa, đùi heo và ức gà trước thêm cuộc bầu cử quốc gia vào tháng 4. Và ông cũng mở rộng giới hạn về năng lượng, nhiên liệu và các khoản thế chấp. Isabella Weber một trợ lý giáo sư kinh tế học tại Đại học Massachusetts Amherst, đã lập luận rằng việc kiểm soát giá cả cũng có vai trò ở Hoa Kỳ. Khi mà các nhà hoạch định chính sách cố gắng giải quyết lạm phát do hoàn cảnh bất thường của đại dịch COVID-19 gây ra. Bằng việc kiểm soát giá cả thì chìa khóa khiến cho chính sách thành công chính là loại bỏ dần giới hạn giá để ngăn giá tăng nhanh trở lại. Có rất nhiều tiền lệ về việc kiểm soát giá cả ở Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại lịch sử một chút. Thưa quý vị, lần kiểm soát giá cả cuối cùng ở cấp liên bang là vào những năm 1970, khi mà cựu tổng thống Richard Nixon thành lập hội đồng chi phí sinh hoạt vào mùa hè năm 1971 và chặn hầu hết các đợt tăng lương và giá cả trong 90 ngày. Và chính sách này đã được công chúng Mỹ ưa chuộng và lạm phát tạm thời chậm lại sau khi đạt mức 5,8% vào năm 1970. Nhưng mà những nỗ lực sau đó của Richard Nixon để giới hạn giá cả đã không thành công. Đảng Cộng Hòa đã nhiều lần cố gắng kiểm soát giá cả trong vài năm sau đó, nhưng mà lạm phát đã tăng lên 11% vào năm 1974 và tình hình trở nên trầm trọng khi mà tổ chức các nước xuất cảng dầu mỏ OPEC đã tuyên bố cấm vận các chuyến tàu chở dầu đến Hoa Kỳ. Các biện pháp kiểm soát giá cả đã hiện diện trong nền kinh tế Mỹ ngày nay và một số thành phố giới hạn giá tiền thuê nhà, hoặc số tiền mà chủ nhà có thể tăng hàng năm. Các chính trị gia hiện đại có xu hướng đặt niềm tin vào khả năng kiểm soát lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang. Nhưng mà ngân hàng trung ương sẽ gặp trở ngại lớn để có thể giải quyết việc tăng giá gây ra bởi các vấn đề chuỗi cung ứng do đại dịch Covid-19 gây ra. Tổng thống Joe Biden ông cũng đã thực hiện một số bước để chống lại giá cả tăng cao bằng cách nhắm mục tiêu vào các tập đoàn và sử dụng quyền lực tổng thống của ông. Tổng thống Biden đã cam kết thực thi luật chống độc quyền và ngăn chặn việc ấn định giá của các nhà chế biến thịt, một ngành công nghiệp chỉ được kiểm soát bởi một số ít các công ty lớn. Tổng thống Joe Biden cũng đã cho giải phóng dầu thô dự trữ từ cục dự trữ dầu mỏ chiến lược của nước này trong nỗ lực giảm giá năng lượng. Thịt và năng lượng đều là những yếu tố góp phần đáng kể vào vấn đề lạm phát. Và ngoại giao năng lượng có thể được xem là lựa chọn tốt nhất và duy nhất lúc này của tổng thống Joe Biden hiện nay để có thể giảm giá xăng và chỉ có các quốc gia trong khối OPEC mới có đủ quyền lực để nhanh chóng bổ sung lượng dầu đang thiếu hụt trên thị trường thế giới. Chúng ta thấy rằng có vẻ như kiểm soát giá cả tại Mỹ và thế giới vẫn còn là một con đường dài phía trước. Kính thưa quý khán thính giả, một bản tin ngắn liên quan đến đất nước Afghanistan. Đó là quyền thủ tướng của nước Afghanistan kêu gọi thế giới công nhận chính quyền Taliban đã đến lúc cộng đồng quốc tế cần chính thức công nhận chính quyền Taliban. Đó là lời kêu gọi của quyền Thủ tướng Afghanistan Mullah Hassan Akhund, đưa ra vào ngày 19 tây tháng 1, tại cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 9 năm 2021. Theo ông Hassan Akhund, thì chính quyền Taliban đã đáp ứng tất cả các điều kiện mà thế giới yêu cầu, và giờ đây là thời điểm để chính quyền Taliban được thế giới nên công nhận quyền Thủ tướng Afghanistan nhấn mạnh, chỉ khi nhận được sự công nhận quốc tế thì chính quyền Afghanistan mới có đủ điều kiện để quản lý và phát triển đất nước tốt hơn. Ông cũng cho rằng, mọi sự trợ giúp quốc tế trong ngắn hạn không phải là một giải pháp. Afghanistan cần một giải pháp lâu dài cho khủng hoảng hiện nay. Cho đến nay thì các nước trên thế giới chưa công nhận chính quyền Afghanistan. Từ tháng 8 năm 2021, trong khi các quốc gia phương tây và dẫn đầu là nước mỹ đã đóng băng hàng tỷ mỹ kim tài sản nhà nước của afghanistan đồng thời cắt đứt khoản hỗ trợ phát triển vốn là xương sống cho sự phát triển của nền kinh tế quốc gia tây nam á này hiện nay thì cộng đồng quốc tế đang tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho afghanistan thông qua các kênh ngoại giao nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách của người dân trong nước này tuy nhiên tình trạng kinh tế suy thoái nghiêm trọng cộng với tình trạng thiếu tiền mặt, đang đẩy hàng triệu người dân Afghanistan vào cảnh đối nghèo. Và liên quan đến vấn đề rắc rối giữa Nga và Ukraine, thì kính thưa quý vị, phương Tây đang phải đối mặt với khoảnh khắc khó khăn giữa bối cảnh nước Nga đang đếm ngược thời gian để chờ Mỹ và khối NATO chấp nhận đề xuất bảo đảm an ninh cho họ. Konstantin Gavrilov, người đứng đầu phái đoàn Nga trong cuộc đàm phán ở Vienna về an ninh quân sự và kiểm soát vũ trang, cho biết rằng khoảnh khắc của sự thật đã tới khi phương Tây hoặc chấp nhận các đề xuất của chúng tôi, hoặc sẽ có những cách thức khác được thực hiện để bảo đảm an ninh của nước Nga. Tôi cho rằng với thiện chí và tâm thế sẵn sàng thỏa hiệp, trong bất kỳ tình huống nào việc tìm ra những giải pháp mà các bên có thể chấp nhận được là điều khả thi. Nhưng mà chúng ta đang cạn dần thời gian và khoảnh khắc đếm ngược đã bắt đầu. Nhà ngoại giao này tin rằng việc hạn chế chi phí quân sự và giải quyết các vấn đề an ninh không chỉ là vấn đề cấp bách với riêng nước Nga mà là tất cả các nước Á-Âu và khu vực châu Âu, Đại Tây Dương nói chung. Ông Gavrilov chỉ ra rằng các hành động của NATO đã gây ra sự chia rẽ ở châu Âu và gây ra sự tổn hại nghiêm trọng cho quyền hạn của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE, vốn đang trở thành con tin trong chương trình nghị sự của phương Tây. Kính thưa quý khán giả, chúng ta bước vào bài bình luận thứ hai trong chương trình hôm nay. Với nhan đề một tuần lễ khó khăn cho các quyền dân sự, nền dân chủ và nhiệm kỳ tổng thống kính thưa quý vị các đảng viên dân chủ dường như chắc chắn sẽ nhận thêm một thất bại nữa vào danh sách các dự luật bị cản trở và đã bỏ lỡ các mục tiêu quan trọng khó đạt được thành công khi mà thời gian còn lại của họ đang cạn dần với sự thúc đẩy các dự luật về quyền bỏ phiếu dự kiến sẽ sụp đổ tại thượng viện sẽ tạo ra hậu quả nặng nề với tương lai của đảng dân chủ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và nó cũng ảnh hưởng không ít lên năm thứ nhì trong nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống joe biden đảng dân chủ đã đặt ra thời hạn ngày kỷ niệm lễ martin luther king để thông qua các dự luật bầu cử nhưng mà đã không thể trở thành hiện thực với sự chống phá của joe manchin và kirsten cinema đã khiến cho kế hoạch của lãnh đạo đa số Chuck Schumer bị đổ vỡ bởi sự chia rẽ về tư tưởng trong đảng và đặt câu hỏi về mức sụt giảm tín nhiệm của một tổng thống đang bị áp lực quá nặng nề. Đảng Dân Chủ đã tổ chức một cuộc họp kín vào tối thứ ba, nhưng mà không có dấu hiệu nào cho thấy họ có thể thuyết phục được các đồng nghiệp trung tâm để ủng hộ nỗ lực thay đổi quy tắc filibuster của Thượng viện để có thể thông qua hai dự luật với đa số đơn giản. Những hành động cá biệt của Joe Manchin và Kirsten Cinema, những người phản đối việc loại bỏ quyền hạn của Thượng viện qua yêu cầu cải tiến quy tắc filibuster, vẫn tiếp tục gây khó cho Tổng thống Joe Biden và làm sâu sắc thêm sự ghẻ lạnh của họ từ các đồng nghiệp trong cùng đảng Dân Chủ. Bất chấp một số thành công, vào ban đầu trong nhiệm kỳ trong năm 2021, sự bế tắc về quyền bỏ phiếu và trở ngại tương tự đối với kế hoạch phúc lợi xã hội và khí hậu của Tổng thống Joe Biden, nhấn mạnh đến khả năng gần như không thể thực hiện được cải cách lớn với đa số 50-50 trên Thượng viện. Tất cả những khó khăn này thật khó chấp nhận. Với bộ luật trong hiến pháp, khi chỉ cần một thượng nghị sĩ bị trái gió trở trời, ách xì cảm cúm khó chịu trong người là có thể gây khó cho toàn bộ chương trình nghị sự của Tổng thống. Đây là điều liên quan đến đại đa số người dân Mỹ. Một cuộc vận động cho các dự luật quyền bầu cử, nếu thất bại, cũng sẽ dán một đòn mạnh vào các nhà lãnh đạo da đen, những người đã góp phần vào chiến thắng của Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ và cuộc bầu cử vào năm 2020 nhiều người trong số họ đã quá bực bội khi mà tòa bạch ốc và đảng Dân Chủ tại quốc hội đã phung phí thời gian cả năm, không quan tâm đến quyền bỏ phiếu. Bởi vì nếu không thông qua được các dự luật quyền bỏ phiếu, thì hậu quả nghiêm trọng của đa số cử tri da đen là họ sẽ không còn nhiệt tình với đảng Dân Chủ nữa tại các tiểu bang chiến trường trong tháng 11 sắp tới đây. Nói một cách đơn giản hơn, rào cản tại thượng viện bởi những quy định khó có thể thay đổi trong hiến pháp đã khiến cho tổng thống joe biden dù trên thực tế là một tổng thống đang nắm quyền lực tối cao nhưng lại không thể sử dụng để hoàn thành trọng trách của mình một viễn cảnh không có gì sáng sủa cho tương lai của đảng dân chủ bởi thứ quyền lực đa số mà họ đang có gần như là một thứ quyền lực vô hình nó không quy tụ được về một mối để thực hiện được tham vọng của chính quyền Biden. Kính thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc và các nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ, họ đã chọn cách thúc đẩy tiến về phía trước, nhưng mà lại không có được một kế hoạch nào rõ ràng và thiếu sự đoàn kết nội bộ trong đảng. Sự cản trở của Joe Manchin và Kirsten Sinema đã tạo nên những tin đồn về chiến lược chính trị táo bạo của tòa bạch ốc có thể mang đến cho công chúng những bất ngờ về các cải cách mang tính lịch sử. Điều này có thể xảy ra lắm, nhất là trong tình hình hiện nay. Đúng là câu chuyện về cuộc đấu tranh dân quyền đã diễn ra trong nhiều thập niên, đã luôn gặp phải sự cản trở của quốc hội. Nhưng mà trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden, điều này hơi khác biệt hơn. Khi mà nếu đảng Dân Chủ không thể sớm thông qua các dự luật về quyền bỏ phiếu, thì họ có thể mất cơ hội thực hiện điều này trong hàng chục năm sắp tới. Bởi sự tự tin nắm quyền kiểm soát Hạ Viện và có thể cả Thượng Viện của những đảng viên Cộng Hòa được thấy quá rõ. Có ít nhất 4 chuyến đi đến đồi Capitol để thuyết phục các đảng viên Dân Chủ của Tổng thống Joe Biden bao gồm cả về dự luật chi tiêu và khí hậu, đã mang lại kết quả không nhiều cho một tổng thống đã từng hãnh diện với bề dày kinh nghiệm 37 năm tại quốc hội của ông. Ông tự tin có thể dàn xếp mọi chuyện, xây dựng được một liên minh cầm quyền và sẽ thông qua được các dự luật bởi sự hợp tác lưỡng đảng. Nhưng mà vị trí lúc trước của ông là một thượng nghị sĩ, nó khác rất nhiều so với bây giờ. Trong cương vị là một tổng thống, ông đã không thực hiện được các chiến lược của mình vì các đảng viên cộng hòa hiện nay họ hành xử cực đoan hơn rất nhiều với cái thời điểm mà ông còn là một thương nghị sĩ thưa quý vị tổng thống joe biden đã mạo hiểm đặt cược toàn bộ sự tín nhiệm của chính quyền của mình lên hàng đầu vào tuần trước khi mà qua một bài phát biểu quan trọng về quyền công dân và quyền biểu quyết ở atlanta nhưng mà thậm chí có một số người trong đảng của ông đã cho rằng Tổng thống Joe Biden đã đi quá xa khi mà ông đã so sánh các nhà lập pháp không ủng hộ việc thay đổi quy tắc filibuster với những người theo chủ nghĩa cách ly. Nếu luật về quyền bỏ phiếu không thành công trong tuần này, như dự kiến, thì không rõ đảng Dân Chủ sẽ tiến hành như thế nào. Trong khi chỉ có một đảng viên Cộng Hòa duy nhất, đó là Thượng nghị sĩ Alaska. Lisa Mukoski, Bà đã bày tỏ sự ủng hộ đối với một trong những dự luật hiện hành. Đó là đạo luật tiến bộ về quyền bầu cử của John Lewis. Còn tất cả các đảng viên Cộng hòa khác còn lại tại Thượng viện thì họ đều phản đối đạo luật tự do bỏ phiếu. Tổng thống đương nhiệm và đảng Dân Chủ dường như đã phung phí hết khoảng thời gian cho phép. Để hoàn thành những công việc quan trọng nhất, những thứ góp phần bảo vệ và gìn giữ nền dân chủ của chúng ta. Và cái giá phải trả của tổng thống Joe Biden và đảng dân chủ sẽ không nhỏ, nhưng vẫn không lớn bằng nền dân chủ của đất nước bị hủy hoại bởi một đảng cộng hòa cực đoan và những tên cướp cạn núp bóng trong đảng dân chủ. Một bản tin thời sự kính thưa quý vị liên quan đến Donald Trump đó là văn phòng tổng trưởng lý New York đã xác định được nhiều tuyên bố sai trong báo cáo tài chính của Trump Organization. Văn phòng tổng trưởng lý New York bà Letitia James, tổng trưởng lý đã cho biết họ cần lời khai của Donald Trump và hai người con lớn của ông ta để xác định sự hiểu biết của họ về những gì mà các nhà điều tra đã xác định được rằng Trump Organization có nhiều tuyên bố sai trong các lần nộp thuế và báo cáo tài chính để vay tiền. Các nhà điều tra cho biết văn phòng công tố dự định đưa ra quyết định cuối cùng về người chịu trách nhiệm cho những sai sót đó. Donald Trump Jr và Ivanka Trump đã làm việc với tư cách là cố vấn của Donald Trump. Ivanka Trump là người liên lạc chính với ngân hàng cho vay tiền Deutsche Bank trong khi Donald Trump Jr có liên quan đến giao dịch của một số bất động sản. Văn phòng của bà Letitia James cũng cho biết họ có bằng chứng cho thấy Donald Trump có thể đã thu được hơn 5 triệu Mỹ kim lợi ích thuế liên bang từ việc định giá sai lệch thu được từ các khoản trợ cấp thuế được thực hiện tại khu nhà của gia đình ở New York được gọi là Seven Springs và sân đánh golf của Trump ở Los Angeles. Kính thưa quý khán thính giả, chúng ta bước vào bài bình luận thứ ba trong chương trình hôm nay. Tình trạng của nước Mỹ trong năm 2022 sẽ như thế nào? Chúng ta tóm tắt một chút xíu. Năm đầu tiên của Tổng thống Joe Biden được ghi nhận một cách tóm tắt như thế này. Ông phải vất vả, chống đỡ những kẻ muốn tấn công nền dân chủ. Ông đã rất chật vật trước đại dịch Covid-19 vì những đảng viên cộng hòa bất hợp tác. Ông đã gặp phải những khó khăn không thông qua được các dự luật trong chương trình nghị sự bởi những kẻ ngoại đạo cùng đảng với ông. Và thành tựu lập pháp lớn cuối cùng trong năm 2021 của ông đó là dự luật NDAA 2022 cho phép chi 768 tỷ mỹ kim cho chi tiêu quân sự cho năm tài chính tiếp theo nhưng mà nhìn chung thì chi tiêu quân sự chiếm khoảng một nửa tổng chi tiêu của chính phủ liên bang trong khi các chương trình giúp đỡ và tái thiết xây dựng thì lại bị cắt ngắn bớt tại nhiều cơ quan chính phủ địa phương tiểu bang đó là một xu hướng bắt buộc để củng cố tình trạng sẵn sàng cho bất cứ cuộc chiến tranh nào trong khi những khoản lợi nhuận quá lớn tiếp tục mang lại lợi ích cho tầng lớp thượng lưu và làm giàu cho những người vốn đã giàu rồi một cách khó hiểu. Thì những tác động của bất bình đẳng thu nhập quá cao đang nhấn chìm hy vọng của nhiều người thuộc giới trung lưu và người nghèo. Thưa quý vị, chiến tranh giai cấp ở Hoa Kỳ đã thiết lập một chế độ chính trị tương đối cực đoan. Các lực lượng thống trị của chiến tranh giai cấp đã gây hại một cách bất bình đẳng cho người da màu đồng thời gây hại liên tục cho hàng triệu người da trắng, tiếp tục phá hoại các quyền cơ bản của con người, bao gồm công bằng bình đẳng và an ninh kinh tế. Trong thế giới thực, thì quyền lực tài chính đi song song với quyền lực chính trị. Một cuộc chiến tranh toàn diện về tính sống còn của một nền dân chủ hiện đang diễn ra gây gắt ở Hoa Kỳ. Hơn bao giờ hết, đảng cộng hòa là cánh tay bầu cử của quyền tối cao của người da trắng họ không nao núng họ luôn đẩy mạnh tính bài ngoại tư tưởng chủ nghĩa cố chấp chống cộng đồng lgbt hà khắc và cực đoan và ủng hộ chủ nghĩa phát xít sùng bãi lãnh tụ và với việc quân đội mỹ rút khỏi afghanistan thập niên thứ ba của thế kỷ này đang hình thành nhưng mà lại thiếu hình bóng ngày nào của một đại cường quốc số một thế giới. Và một tầm nhìn tươi sáng về tương lai của nước Mỹ chỉ có thể thực hiện được khi nào chúng ta có thể bỏ qua được một giai đoạn lịch sử trong thời gian thực. Nếu chúng ta có thể cắt bỏ khoảng thời gian 4 năm của Donald Trump vì nếu 4 năm này vẫn hiện diện trong dòng lịch sử của nước Mỹ thì một đảng Cộng Hòa hiện đang theo chủ nghĩa phát xít họ đang ở một vị trí vững chắc để giành quyền kiểm soát chính phủ Hoa Kỳ vào giữa thập niên này. Đây được xem là một thảm họa khủng khiếp nhất. Nếu nó xảy ra, nó sẽ cuốn trôi tất cả những gì nước Mỹ đã gây dựng được trong hơn 232 năm qua. Và việc ngăn chặn một trận đại hồng thủy như vậy dường như nằm ngoài khả năng của chính những đảng viên dân chủ và tình hình hiện nay của nước mỹ đang cần đến sự tiếp tay của tất cả người mỹ các tổ chức dân sự nhân quyền các cựu lãnh đạo cao cấp các giới tinh hoa chính trị các lãnh đạo quân đội họ có thể cùng góp tiếng nói và hành động hầu có thể ngăn chặn những thảm họa sắp xảy ra giúp chúng ta có thể giữ gìn nền dân chủ và tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn kính thưa quý vị chúng ta có một bản tin liên quan đến châu Âu và nước Anh. Đó là Thủ tướng Anh đang phải đối mặt với những lá thư bất tín nhiệm và lời kêu gọi từ chức từ trong đảng bảo thủ của ông. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã phải đối mặt với lời yêu cầu từ chức từ một trong những nghị sĩ cấp cao nhất giữa làn sóng phản đối về các cuộc tụ tập uống rượu trong thời gian nước Anh bị phong tỏa. 54 trong số 360 nghị sĩ của đảng bảo thủ trong quốc hội đã viết thư bất tín nhiệm và 58 nhà lập pháp đảng bảo thủ đã công khai chỉ trích Thủ tướng Anh. Ông Johnson đã tổ chức các cuộc họp với các nghị sĩ vào ngày 19 tháng 1 trong nỗ lực thuyết phục họ ngừng gửi thơ bất tín nhiệm và cố gắng thu hút sự ủng hộ bằng cách tuyên bố chấm dứt các lệnh hạn chế COVID-19 ở nước Anh. Trong khi đó thì ông Johnson khẳng định tại Hạ viện rằng Ông không có ý định từ chức. Thư ký báo chí của ông sau đó cũng khẳng định ông sẽ chiến đấu để tại vị nếu bất kỳ cuộc bỏ phiếu tín nhiệm nào được thực hiện sắp tới. Chúng ta quay trở lại với thời sự của nước Mỹ, kính thưa quý vị. Với lời tuyên bố của ông Bernie Sanders gọi Joe Manchin là con người kiêu ngạo và nói rằng những người như Joe Manchin đang quay lưng lại với người dân đất nước này. Phát biểu với Rachel Maddow của MSNBC vào thứ Hai, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã công kích thẳng thắng đồng nghiệp của ông, Thượng nghị sĩ Joe Manchin. Người đã nói vào cuối tuần qua rằng ông ta không thể ủng hộ dự luật xây dựng trở lại tốt hơn. Phía sau hậu trường, thì Joe Manchin lại rêu rao cho rằng một khi người Mỹ có được khoản tín dụng thuế trẻ em, thì họ sẽ tiêu nó vào ma túy và rượu thay vì lo cho con cái của họ. Và Joe Manchin cũng tin rằng những người Mỹ nếu được chính sách nghỉ phép có lương, thì họ sẽ sử dụng những cái khoảng thời gian đó được nghỉ đó để đi săn bắn. Có lẽ ông ta cho rằng tất cả những người Mỹ đều như vậy hay sao? Bernie Sanders chỉ ra sự kiêu ngạo của Joe Manchin và cho rằng ngay chính với người dân trong tiểu bang West Virginia của ông ta. Họ đang rất cần giá thuốc hợp lý. Họ không thể đủ sức để mua một hộp thuốc insulin với giá hàng trăm đô la. Họ xứng đáng được Medicare và Medicaid trả tiền cho những dịch vụ đó. Nhưng mà người họ bầu lên là Joe Manchin đã tước đi tất cả những quyền lợi đó của họ Đơn giản là vì ông ta không cần những thứ đó Vì ông ta quá giàu Đây là dự luật cực kỳ quan trọng Và người dân Mỹ phải đứng lên Và yêu cầu mỗi thành viên của đảng Dân Chủ Phải nhận lãnh trách nhiệm Chúng tôi đã đứng lên Sẵn sàng Nhưng mà Joe Manchin thì lại không Ông ta không có đủ can đảm Để đứng ra nhận trách nhiệm Trước người dân West Virginia Nói riêng Và trước người dân Mỹ nói chung thật là thảm hại và điều cuối cùng mà tôi muốn nói rằng đảng dân chủ đang có hai thượng nghị sĩ chỉ biết đấu tranh cho quyền lợi của riêng họ họ có thể mặt dày đến mức đưa ra lời hâm dọa rời khỏi đảng chỉ để khiến cho đảng dân chủ mà ông ta đã phục vụ trong bao nhiêu năm qua sẽ trở thành đảng thiểu số ngay trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thật đúng là quá kiêu ngạo và trơ trẽn điều khiến cho tôi khó chịu là những người như Romanchin đang quay lưng lại với tất cả người dân đất nước này. Điều đó là không thể chấp nhận được đối với tôi. Kính thưa quý khán thính giả, chúng ta bước vào bài bình luận thứ tư vào cuối chương trình hôm nay. Với trang đề Hillary Clinton, kịch bản ác mộng của đảng Cộng Hòa. Tờ Boston Herald cho rằng ý tưởng bà Hillary Clinton tranh cử tổng thống vào năm 2024 là một kịch bản ác mộng của đảng Cộng Hòa. Nhưng mà tờ The Hill, nhà báo Joe Concha thì lại cho rằng các đảng viên dân chủ khác có thể tranh cử. Thế thì tại sao Hillary Clinton lại không thể? mặc dù khi đề cập đến gia đình clinton trong bối cảnh của một chiến dịch tranh cử tổng thống tôi biết có thể có một số người không hài lòng không thích bà vì lý do này khác nhưng mà tạm thời xin hãy tạm gác những quan điểm chính trị cá nhân khác nhau sang một bên để chúng ta cùng thảo luận về một quan điểm khác đang gây sôi nổi trong chính trường mỹ rằng tại sao giới tinh hoa chính trị Mỹ họ có lý do để mong chờ viễn cảnh đó xảy ra. Kính thưa quý vị, anh thật mà nói rằng trong số những người ủng hộ bà Clinton phải có vài chục triệu người vẫn chưa hồi phục được sau cơn đau buồn năm 2016. Và họ đã sẵn sàng hỗ trợ bà ấy một lần nữa. Chúng ta cần phải thẳng thắn nhìn nhận bà Clinton đã được đa số người dân Mỹ ủng hộ. Với gần 66 triệu người đã bỏ phiếu cho bà đạt 48,2%. Một tỷ lệ không phải là ít. Trong khi Donald Trump chỉ được gần 63 triệu đạt 46,1%. Và nếu cuộc bầu cử này xảy ra tại bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới, thì chắc chắn bà Clinton đã trở thành tổng thống rồi nhưng mà rất tiếc bà đang sống ở Mỹ. Và hiến pháp Mỹ với quy định phiếu đại cử tri đoàn một thứ luật cổ lỗ sĩ và bất công đã vô tình cướp lấy chiến thắng của bà. Và thời gian qua thì các đảng viên Cộng hòa quý vị cũng biết rồi đó, họ đã lên tiếng khẳng định một cách công khai rằng họ không quan trọng việc ứng cư viên của Đảng Cộng hòa có thiêu thua phiếu phổ thông 5 hay 10 triệu phiếu không thành vấn đề. Hay là thậm chí thua 20 triệu phiếu phổ thông cũng không thành vấn đề. Họ không quan tâm. Họ chỉ cần những phiếu cử tri đoàn là đủ đối với họ. Người Mỹ nghĩ gì vì những tuyên bố này của Đảng Cộng Hòa? Kính thưa quý vị, không có quốc gia nào trên thế giới này có cách thức bầu cử dựa vào phiếu đại cử tri như là ở mỹ đây là một thuyết luật tạo ra sự bất công và chà đạp nhau để giành quyền lực tại sao hệ thống bầu cử chỉ dựa vào sự khác biệt phiếu cử tri đoàn mang tính đảng phái để quyết định thắng bại thế thì tại sao phải lại hô hào phải kêu gọi người dân bình thường đi bỏ phiếu Tại sao người có phiếu phổ thông nhiều hơn có mấy triệu phiếu mà vẫn thua? Vậy tại sao tôi phải đi bỏ phiếu, cho người tôi ủng hộ, để rồi phải thấy người đó thua chỉ vì thua phiếu cử tri đoàn? Bất công và lệch lạc. Và nhờ vậy, bà Donald Trump đã có được tòa Bạch Ốc nhờ vào một hệ thống kỳ lạ, quái dị, là cái thứ được gọi là cử tri đoàn. để rõ ràng hơn kính thưa quý vị. Khi mà đưa ra trường hợp của bà Hillary Clinton như là một ứng cử viên độc lập, người sẽ có độ tuổi 74, vẫn trẻ hơn Tổng thống Joe Biden khi ra ứng cử ở tuổi 78. Bà Clinton cũng là một người da trắng, nhưng bà không phải là Joe Biden. Tôi sẽ không ủng hộ khi mà bà có ý tưởng trở thành ứng cử viên độc lập. Nếu gia nhập cuộc chiến nhưng mà dù sao thì cả bà hillary clinton và tổng thống joe biden đều là những đảng viên dân chủ trung dung cùng thế hệ họ chỉ khác nhau ở thời điểm là khi nào bà ra tái tranh cử thì mới hợp thời hợp thế trong khi một số người trong giới tinh hoa chính trị họ mơ tưởng về một chiến dịch tranh cử trong tương lai có mặt của bà clinton thì một số khác lại xem đây là cơ hội để tạo lời rao cho các ứng cử viên khác cùng đảng để đánh giá thực lực và triển vọng của người được ủng hộ nhiều nhất. Từ New York Post cho đến Fox News, cho đến Sky News Australia, cuộc nói chuyện của bà Clinton đã gây chấn động khắp đế chế truyền thông của Rupert Murdoch. Những tên tuổi lớn ở Fox News họ đang mời mọc bà Hillary lên phỏng vấn độc quyền thì đặc biệt với tờ New York Post. Một người viết chuyên mục chính trị đang lên kế hoạch cho một bài viết về những mất mát không thể tránh khỏi của bà Hillary Clinton nếu bà dự định tham gia cuộc chiến một lần nữa. Nhưng mà có một tiêu đề trên tờ Sky News Australia thì hơi bi quan. Đưa ra dòng đầu đề: "Kẻ thất bại Hillary Clinton bị ám ảnh bởi nhiệm kỳ tổng thống". nhưng mà nhìn chung thưa quý vị giới truyền thông nhất là tại mỹ họ đang háo hức với viễn cảnh hillary clinton quay trở lại chính trường bởi vì họ hiểu rằng ngoài donald trump ngôi sao độc hại là người đã chiếm hết các bản tin của họ thì không ai khác chỉ có bà clinton mới có đủ sức hấp dẫn công chúng mỹ và người đọc tin đến với giới truyền thông chỉ có bà clinton mới có thể làm một cuộc cách mạng mới để đập tan những ảnh hưởng của trump qua hệ thống truyền thông dòng chính có thể đẩy lùi sức ảnh hưởng tai hại của trump vào một góc tối hơn của truyền thông cánh hữu ít người quan tâm và theo dõi hơn nhưng mà mặt trái của nó là gì truyền thông báo chí dòng chính ủng hộ nhiệt tình bà hillary clinton và mong bà sẽ thắng cử trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước mỹ chăng Thưa không, không phải như vậy. Họ chỉ sử dụng tên tuổi của bà để kích thích người xem. Và độc giả vừa đẩy lùi được sức ảnh hưởng tai hại của Donald Trump ra khỏi truyền thông dòng chính. Một buổi tên bắn được hai con nhạn Không sai. Ở Little Rock, vào cuối năm 1970, bà không chỉ là đệ nhất phu nhân của tiểu bang. Bà Clinton còn là sự biểu tượng cho vấn đề thay đổi địa vị của phụ nữ ở Mỹ. Và bà là kho lưu trữ tất cả những lo lắng, những tức giận, những bối rối của những người không được chào đón sự thay đổi dành cho phụ nữ ở Mỹ. Một thứ chủ nghĩa nữ quyền cấp tiến mà những người da trắng thượng đẳng không chào đón. Mặc dù bà liên tinh là một người da trắng thương như họ. Tuy nhiên, kính thưa quý vị, nếu cho rằng bà Hillary Clinton có tham vọng cũng không có gì là quá đáng, bởi vì điều này sẽ khiến bà Clinton cũng giống như các chính trị gia khác thôi, Richard Nixon, Ronald Reagan, George S. W. Bush, những người đã thua trong các cuộc bầu cử sơ bộ, nhưng mà họ đã trở lại để giành chiến thắng và họ đã thắng vì các cử tri cho là họ đủ tiêu chuẩn nhất. Với kinh nghiệm là đệ nhất phu nhân là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ nhiều kinh nghiệm và là cựu ngoại trưởng lừng lẫy của nước Mỹ. Bà Hillary Clinton có thể là một trong những tổng thống tiềm năng đủ điều kiện nhất trong đất nước này. Và điều này thì ngay cả những người không ưa thích bà cũng bắt buộc phải nhìn nhận như vậy. Để kết thúc bài bình luận này, kính thưa quý vị, tôi muốn nói rằng, với quan điểm của tôi, tôi chỉ muốn nói một cách ngắn gọn là nếu bà Clinton thắng cử vào năm 2016, thì nước Mỹ sẽ không bị tan đàn xẻ nghé, không bị đổ nát và chia rẽ như hiện nay. Nước Mỹ sẽ vẫn mạnh mẽ, uy tín vẫn giữ được, không mất mát nhiều trong đại dịch và vẫn đứng vững với ổn định xã hội. Còn bây giờ nước Mỹ đứng trước sự chia rẽ, phân cực chính trị và tương lai ảm đạm của nền dân chủ đang bị đe dọa. Đó là chính bởi vì những lá phiếu quyết định sai lầm của một số đông người Mỹ. Trong đó có cả những lá phiếu của không ít của những người Mỹ gốc Việt, cuồng Trump. muốn làm thì dạ chịu. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng hệ thống bầu cử Mỹ chắc không cần phải bầu cử. Phiếu phổ thông làm gì? Vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian của dân chúng. Chỉ những đại cử tri đoàn hợp với nhau rồi bầu ra tổng thống là xong đơn giản và tiết kiệm tiền. Và sau cùng, bà Hillary Clinton. Chúng ta phải nhìn nhận thực sự bà là một nhà lãnh đạo và có tầm nhìn xa. Bà đã trở nên hấp dẫn và mạnh mẽ hơn xưa với những kinh nghiệm có thể đánh bại những người khác. Và điều này đang thực sự đã làm cho những đảng viên cộng hòa cảm thấy lo sợ. Kể cả những nhân vật có nhiều tham vọng trong đảng Dân Chủ của bà. Nhưng mà bất cứ ai, dù họ thương hay ghét bà, dù là họ ủng hộ hay là chống đối bà, tất cả họ đều phải thừa nhận một sự thật. Bà là một phụ nữ giỏi. Bà là một người thông minh và khôn khéo. Một chính trị gia mạnh mẽ. Một nhà lãnh đạo tài ba có viễn kiến. Và tôi nghĩ rằng nước Mỹ nên dành một cơ hội cho phụ nữ bởi vì bà clinton rất xứng đáng việc linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin chúc quý vị một ngày vui vẻ bình an và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai thứ sáu cuối tuần xin kính chào